Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, Aptos là một hệ sinh thái blockchain còn rất chi là mới. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị swap trên cái sàn Alime Swap thông qua cái mạng lưới blockchain Aptos. Ở đây, KTV sẽ sử dụng cái ví Mercurial. Và hiện tại KTV đang sử dụng cái mạng lưới Aptos Testnet. Quý vị ai chưa có cái APT Testnet thì quý vị có thể vào cái ví để nhận airdrop. Rồi bây giờ KTV sẽ truy cập địa chỉ alimeswap.org, hoặc quý vị cũng có thể vào trực tiếp trên cái ví, chọn vào cái trình duyệt rồi chọn vào Alime Swap. Ok, và đây là giao diện hoán đổi các token thông qua cái mạng lưới Aptos. Ở đây mặc định dòng thứ nhất đó là Aptos, dòng thứ hai ở đây KTV sẽ chọn một cái mã token, ví dụ là USDT. Và ở đây KTV đã kết nối ví với lại sàn rồi. Bây giờ KTV sẽ hoán đổi từ USDT sang APT. KTV sẽ đảo. Ô thứ nhất nhập cái số lượng hoặc chọn tối đa. Rồi, một cái giá trị tương đương sẽ tự nhận ở dòng phía dưới, chọn vào hoán đổi, chọn xác nhận hoán đổi, chọn vào đồng ý ở trên cái ví. Giao dịch đã được gửi đi, chọn vào đóng. Rồi quý vị có thể chờ. Vì đây là cái phiên bản testnet nên là quý vị cứ làm thoải mái. Quý vị làm nhiều thì hy vọng rằng quý vị sẽ nhận được airdrop. Ok, đó, KTV vừa thao tác swap lại và ở đây nó hiển thị số dư USDT về không rồi. Rồi, và như vậy KTV đã hoán đổi thành công từ USDT sang APT thông qua cái mạng lưới Aptos Testnet. Đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.